ô ăn quan là một trò chơi dân gian thời xưa rất nổi tiếng là một nét văn hóa đẹp của dân tộc đồng thời trò chơi ô ăn quan là một trò chơi thiên về trí óc sự sáng tạo có tính chất chiến thuật thường dành cho hai người chơi trở lên giúp trẻ rèn luyện sự nhanh nhạy trong tính toán có thể chơi ô ăn quan ở bất cứ nơi nào nền nhà nền sân lớp học bằng những vật dụng rất đơn giản như sỏi đá hạt đậu cách chơi ô ăn quan chi tiết chuẩn bị bàn chơi Bàn chơi ô ăn quan thường được vẽ trên một mặt phẳng có thể trên giấy, trên mặt đất, trên mặt bàn. Kích thước linh hoạt miễn là có thể chia ra đủ số ô cần thiết để chứa quân đồng thời không quá lớn để thuận tiện cho việc di chuyển quân. Bàn chơi sẽ được kẻ thành một hình chữ nhật rồi chia thành 10 ô vuông, mỗi bên có 5 ô đối xứng nhau. Ở hai cạnh chiều rộng của hình chữ nhật, vẽ hai ô hình bán nguyệt hướng ra phía ngoài. Các ô hình vuông gọi là ô dân còn hai ô hình bán nguyệt gọi là ô quan. Quân chơi bao gồm hai loại quân dân và quan. Quân chơi ô ăn quan có thể được làm từ nhiều vật liệu như sỏi, gạch, đá. Kích thước quân tùy ý người chơi, miễn là vừa phải để người chơi dễ cầm nắm cùng lúc nhiều quân. Quân quan phải có kích thước to hơn hẳn các quân dân để dễ dàng phân biệt. Số lượng quân quan luôn là hai còn quân dân có số lượng tùy theo luật chơi, phổ biến nhất là 50 quân. Cách chơi trò chơi dân gian ô ăn quan bố trí quân chơi. Quân quan được đặt trong hai ô hình bán nguyệt, mỗi ô một quân. Quân dân được bố trí vào các ô vuông sao cho số quân các ô phải đều nhau. Người chơi Mỗi màn chơi thường gồm hai người chơi, mỗi người ngồi ở phía ngoài cạnh dài hơn của hình chữ nhật và những ô vuông bên nào thuộc quyền kiểm soát của người chơi ngồi bên đó. Luật chơi ô ăn qua người thắng cuộc trong trò chơi này là người mà khi cuộc chơi kết thúc có tổng số dân quy đổi nhiều hơn. Tùy theo luật chơi từng địa phương hoặc thỏa thuận giữa hai người chơi nhưng phổ biến là một quân quan được quy đổi bằng 10 quân dân hoặc 5 quân dân. Cách di chuyển người chơi đầu tiên cầm lên 5 quân trong bất kỳ một ô vuông nào trong 5 ô ở phía bàn bên mình, rồi giải lần lượt từng quân vào các ô vuông bên cạnh, mỗi ô là một quân, bắt đầu ngược hay xuôi chiều kim đồng hồ tùy vào người chơi. Khi giải hết quân cuối cùng, tùy tình huống mà người chơi sẽ phải xử lý tiếp như sau. Nếu liền sau đó là một ô vuông có chứa quân thì tiếp tục dùng tất cả số quân đó để giải tiếp theo chiều đã chọn. Nếu liền sau đó là một ô trống không phân biệt ô quan hai ô dân rồi đến một ô có chứa quân thì người chơi sẽ bị mất lượt số quân trong ô đó. Số quân bị ăn sẽ được loại ra khỏi bàn chơi để người chơi tính điểm khi kết thúc. Nếu liền sau có quân đã bị ăn lại là một ô trống rồi đến một ô có quân nữa thì người chơi có quyền ăn tiếp cả quân ở ô này. Do đó trong cuộc chơi có thể có phương án giải quân làm cho người chơi ăn hết toàn bộ số quân trên bàn chơi chỉ trong một lượt đi của mình. Một ô có nhiều dân thường được gọi là ô nhà giàu, rất nhiều dân thì gọi là giàu sụ. Người chơi có thể bằng kinh nghiệm hoặc tính toán phương án nhằm nuôi ô nhà giàu rồi mới ăn để được nhiều điểm. Nếu liền sau đó là ô quan có chứa quân hoặc hai ô trống trở lên hoặc sau khi vừa ăn thì người chơi bị mất lượt và quyền đi tiếp thuộc về đối phương. Trường hợp đến lượt đi nhưng cả năm ô vuông thuộc quyền kiểm soát của người chơi đều không có dân thì. Người đó sẽ phải dùng 5 dân đã ăn được của mình để đặt vào mỗi ô một dân để có thể thực hiện việc di chuyển quân. Nếu người chơi không đủ năm dân thì phải vay của đối phương và trả lại khi tính điểm. Cuộc chơi sẽ kết thúc khi toàn bộ dân và quan ở hai ô quan đã bị ăn hết trường hợp hai ô quan đã bị ăn hết nhưng vẫn còn dân thì quân trong những hình vuông phía bên nào coi như thuộc về người chơi bên ấy tình huống này được gọi là hết quan tàn dân thu quân kéo về hay hết quan tàn dân thu quân bán dụng ô quan có ít dân có số dân nhỏ hơn năm phổ biến được coi là ít gọi là quan non và để cuộc chơi không bị kết thúc sớm cho tăng phần thú vị luật chơi có thể quy định không được ăn quan non nếu rơi vào tình huống đó sẽ bị mất lượt mẹo chơi ô ăn quan để có thể chiến thắng trong trò chơi ô ăn quan có một mạo nhỏ để ăn được số dân nhiều nhất và không bị mất lượt thì bạn cần phải tính toán thật nhanh. Thí dụ trong tay mình đang có 6 dân thì nên đi ngược hay đi xuôi để được ăn dân nhiều nhất. Phải tình nhẩm sao cho nhanh và chọn cách đi. Thời gian suy nghĩ tùy người chơi giao kèo với nhau, thường mình chơi chỉ cho phép suy nghĩ trong 10 giây nếu lâu quá thì sẽ thua cuộc. Hy vọng qua phần trình bày trên bạn sẽ hiểu hơn về cách chơi ô ăn quan, một trò chơi dân gian rất phổ biến với trẻ em Việt Nam thời xưa hãy rủ người thân trong nhà cùng chơi trò chơi thú vị này như một cách giải trí tại gia đình đầy bổ ích nhé